xin chào các bạn đã đến với Zin Tarot. Thì chủ đề của trả bài này là thông điệp tình yêu dành cho bạn. Mình thấy thông điệp tình yêu của bạn là khuyên bạn nên chấp nhận, học cách có thể là chấp nhận những tổn thương, những nỗi đau của bản thân. Thay vì bạn cứ trông chờ vào những điều bên ngoài, thì bạn hãy đi vào lại bên trong của mình và cân bằng lại nó, cân bằng lại cuộc sống của mình, cân bằng lại cảm xúc của mình. Hãy yêu thương bản thân của mình hơn và hãy biết trân trọng nó. Và khi bạn muốn bước vào một mối quan hệ thì bạn phải là người sẵn sàng nhất, cảm xúc bạn phải ổn định. Có thể nó sẽ không hoàn hảo trong mắt tất cả mọi người, nhưng mà ít ra thì nó phải hoàn hảo trong mắt của bạn. Hãy nuôi dưỡng lại đứa trẻ bên trong của bạn. Và mình thấy hình như là bạn chưa thực sự sẵn sàng để bước vào một mối quan hệ. Không phải vì bạn không muốn, nhưng mà mình thấy tâm trạng của bạn hiện giờ không ổn định. Khi bước vào một mối quan hệ, có thể nó sẽ khiến mối quan hệ này tồi tệ hơn. Bạn có những nỗi sợ của sự phản bội, hoặc là cô đơn, một mình, bị bỏ rơi. Và vì thế, hãy cứ từ từ bình thản, chậm rãi bước trên con đường của bạn trước khi hẳn bước vào một mối quan hệ. Và bản thân bạn phải thực sự bước qua được nỗi sợ của bạn.